Dạ. Con giỏi quá. Giờ trộm tiền mẹ nữa. Dạ con. Tiền mẹ cho con còn thiếu à? Con xin lỗi mẹ, nhưng mà do Blackpink có bộ concert mới á mẹ, nên là con muốn xem. Binh bủng gì? Con nhỏ này mà đã ăn trộm rồi, mấy cái lớn ăn dạy được. Tiền cho bạn đâu? Dạ đây ạ. Mày tịch thu. Sau này ấy, mua cái gì bảo mẹ. Cảm ơn thầy tiền. Ê bà, đi coi Blackpink không? Thôi, chắc tôi không đi đâu. Mọi người đi đi. Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật của con á, mẹ cho con đi chơi với bạn nha. Chơi với cái gì? Về nhà dọn dẹp, cơm nước đi, mẹ đi làm tối về đó. Dạ vâng ạ. Con sợ thì chạy được đi, tiền tiêu vặt cũng bị tịch thu hết. Bây giờ sinh nhật có còn ở nhà của mình nữa. À, bực bội quá à. Con gái của mẹ làm gì bực vậy? Ô, mẹ, con tưởng là tối mẹ mới về mà. Con xin lỗi, lúc nãy chỉ là... Thế đây ra. Dạ, mẹ đừng có đánh con nữa mà. Mẹ nói là xòe tay ra. Dạ. Chúc mừng sinh nhật con gái. Mẹ. Con thích gì thì con phải nói với mẹ, không được tùy tiện lấy trộm nhá. Idol con mà biết ấy, thì liệu họ có vui khi con xuất hiện trong live show của họ không? Dạ con biết rồi mẹ. Con xin lỗi mẹ nhiều. Mẹ còn bất ngờ nữa đó. Các cháu ơi, chúc mừng sinh nhật ý nha. Ủa mọi người. Dạ con cảm ơn mẹ.